Như các bạn đã biết, trong Lockfoot có rất là nhiều quy luật mà các bạn không thể nào phá vỡ được. Như là vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng một trái quỷ duy nhất. Nên là ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn phá vỡ những quy luật tưởng chừng như là không thể trong Lockfoot. Và đương nhiên rồi, các bạn có thể xem hoàn tập 14 với 145 cá với phần bình luận nha. Thì ở video hôm nay mình với Vida sẽ cùng nhau phá vỡ hết tất cả quy luật trong Lockfoot. Ủa là làm cái gì vậy? Là kiểu phá vỡ lực lại á, kiểu hư hỏng á. Ồ, làm trái hư đó ha. Tụi mình sẽ làm bad boy nha các bạn. Như các bạn đã biết thì trong Lockfoot chúng ta không thể nào xài lúc hai trái quỷ được, đúng không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà đó chỉ là quy luật bình thường của Lockfoot thôi, còn đối với ông hoàng lỗ bông như mình thì chị nó quá đơn giản. Làm sao xài được hai trái quỷ cùng một lúc? Bình thường em chỉ xài trái fan cành thôi chứ gì, nhưng mà anh sẽ xài cách khác. Đầu tiên anh sẽ xài trái lửa. Bùm. Sau đó thì anh sẽ đổi qua trái quỷ khác như thế này. Lúc này thì tay của anh đã có hiệu ứng của trái lửa. Và tiếp theo anh sẽ sử dụng chiêu của trái băng. Thì lúc này trong người anh sẽ có hai nguyên tố lửa và băng. What the fuck? Bây giờ rồi anh sẽ mọc thêm cánh của trái fan cành nữa. Oh my god. Muốn làm thêm hả? Trái mắt ma đi. Ok. Chiều lòng fan hâm mộ các bạn, mình sẽ làm theo trái mắt ma luôn. Tiếp theo sẽ là trái mắt ma. Ôi, what the hell? Anh đấm liên tục kìa. Thì với cái cách này các bạn có thể sử dụng bao nhiêu trái quỷ tùy thích, chứ không còn là một trái quỷ như trước nữa. Thấy ngầu không? Ôi, sao em làm với Disco đây luôn vậy? Em cũng là đệ tử Lôi Bút mà. Ôi, đúng là đệ tử của mình các bạn ơi. Giờ cũng biết bung từ từ rồi đó. Rồi, phần thưởng cho em nè. Hai thằng nô lệ này sẽ quýnh em. The fuck. Ok, và đến với quy tắc thứ hai, em biết đó là gì không? Là gì? Đó chính là tập 14 chỉ có 145 cá với phần bình luận thôi. What the hell? Ok, đến với quy tắc tiếp theo mà tụi mình sẽ phá vỡ đó chính là khoảng cách dịch chuyển nhanh nhất trong Lockfoot. Đố em thì trái nào dịch chuyển nhanh nhất? Trái gumbo. Sai rồi, giờ em có trái gumbo đó không? Em lấy ở đây. Đây, em đang xài nè. Em đang ngồi thế gì kỳ vậy? Cứ ngỡ mà. Rồi, đang xài chiếc gumbo đúng không? Rồi, bây giờ em xài chiếc ép của chiếc gumbo bay lên cao hết sức có thể của em đi. Anh đứng đây anh coi nha. Rồi, bay lên cao hết sức có thể của em đi. Ồ, xa giờ ở đâu giữ chiêu luôn rồi, giữ chiêu luôn rồi. Coi nè, bây giờ anh chỉ cần xài trái rocket thôi em tin không? Là đánh bại em luôn. Nè, sao làm được? Xài em coi nè cô. Mày. Ê, what the fuck? Ghê không? Ủa, sao làm được? Trái rumble bây giờ không còn là trái dịch chuyển nhanh nhất trong game đó rồi nha. Ok. Rồi, xong chưa, em xong chưa? 1, 2, 3, chơi. Hello. Trời rồi, ơi, có ai lên kia kìa. Trước đi, có ai lên kia trước đi, kìa lên cái háp đó kìa. Muốn thì chơi thôi, em có chiêu lại chưa? Anh xong rồi đó. Rồi, anh tới nè. Rồi, em tới nè. Gà, anh tới nãy giờ rồi. Thì như các bạn thấy đó, trái rocket mới chính là trái có khả năng dịch chuyển nhanh nhất trong Lockfoot nha. Chỉ thua trái bottle thôi. Và đến với nguyên tắc tiếp theo. Như các bạn biết, trong Lockfoot của chúng ta thì mỗi chiêu đều có cái giới hạn tầm đánh nhất định đúng không? Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem tầm đánh vô hạn của một trái quỷ cực kỳ bá đạo luôn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mua một chiếc thuyền nào đó ngẫu nhiên. Rồi, em leo lên đây. Em đang xài trái gumbo đúng không? Đúng rồi. Em xài chiêu V trái gumbo rồi, ngồi lên thuyền đi. Rồi giờ em xài chiêu V trái gumbo ơi. Đó, thấy không? Thấy cục cầu phía sau mình không? Bây giờ tụi mình chỉ cần chạy ra siêu xa luôn. Giờ anh chạy qua đảo phía trước luôn nha. Anh chạy qua đảo cây luôn nha. Đó, cục cầu vẫn còn đứng đó kìa, thấy không? Rồi, giờ để chạy xa xa gần xíu. Rồi, sau đó em buông chiêu về ra nha. Rồi, buông chiêu về thử ơi, buông chiêu về thử ơi. Ui, cái... What the hell? Ui, nó dịch chuyển tới cho mình luôn á. Ừ. Thì như các bạn vừa thấy, mặc dù các bạn chịu hỏi chịu V ở mút đằng xa như thế này, nhưng mà khi mà các bạn buông ra thì nó vẫn có thể chạy lại các bạn một cách rất là nhanh luôn nha. Nên là cái chiêu này chính là cái chiêu có tầm đánh vô hạn trong Lockfoot, miễn là các bạn đi cực kỳ xa thì các bạn quăng nó vẫn chạy tới cho bạn thôi. Tao em chọi thử phải không? Ui, em lỡ xuống biển rồi. Đu. What the hell? Đỉnh vậy. Ok, và đến với quy tắc tiếp theo bị tụi mình phá vỡ đó chính là quy tắc về tốc độ nha các bạn. Thì em nghĩ trong Lockfoot này trái nào sẽ là trái chạy nhanh nhất? Trái này là trái Kitsune. Chuẩn. Nhưng mà dù sao thì em cũng đã trả lời sai rồi. Giờ em biết anh trái Kitsune đi. Trong lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị một trái có tốc độ nhanh hơn trái Kitsune nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cây sắc so. Rồi, xài chiêu ít và bấm tháo vũ khí. Đây rồi. Lúc này thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng xoay vòng vòng như thế này. Và tiếp theo các bạn chỉ cần lấy ra cho mình một trái quỷ ngẫu nhiên nha. Em đâu, biến hình chiếc Kitsune đi. Giờ em muốn solo tốc độ đúng không? Đi ra phía sau này đi. Em chạy cũng nhanh á, nhưng mà giờ anh với em sẽ đua coi ai là người tới đích trước nha. Phía bên kia là đích á. Ok. Rồi chạy nào. Ui. Hello. Gì chậm vậy? Anh dùng robot khi mà Sam, đây là trái lò xo nha, trái nhanh nhất trong Lockfoot. Làm lại đi, chắc chắn thắng. Em chắc chắn thắng đúng không? Ừ, đếm đi. Rồi, 1, 2, 3, chạy. Anh văng qua đảo bên kia luôn rồi. Thì như các bạn vừa thấy đó, tốc độ trong Lockfoot đã bị mình phá vỡ bởi cái lỗ bung này. Em đâu rồi Phong, ra đây nhanh lên. Anh mới bị thu nhỏ lại bản đèn pin của Dogemon rồi.
Thì ở quy luật tiếp theo đó chính là quy luật mà có thể giúp chúng ta đi được xuyên tường. Đó, như bình thường các bạn có thể thấy thì với đắt đồ không thể nào mà di chuyển được xuyên tường đúng không? Bây giờ em trả qua hao tiền cách sầu đi. Đây, em đứng dưới đây đi nha, em đứng trên nóc nhà này nè, em đứng trên nóc nhà đi. Trong khi đó thì mình sẽ bay lên cái chỗ cao nhất ở Haunted Castle nha các bạn. Rồi, thì với tốc độ chế like cuối cùng mình cũng đã đến nơi rồi, em đứng trên nóc nhà chưa? Ok, em đang trên nóc nhà nè. Rồi, thì để phá vỡ được quy tắc này các bạn chỉ cần đơn giản là bỏ tay ra khỏi con chuột và sau đó thì... BOOM! Thấy không? Hey man, lúng đất. Anh mới đi xuyên tường đó, thấy không? Hay. Thì các bạn không nhầm đâu, mình mới vừa rớt từ trên cao xuống và nó sẽ đi xuyên tường luôn. Nhưng mà phải đủ độ cao nhất định thì nó mới xuyên tường được nha. Rồi rồi, anh làm lại cho em coi nha. Em xài chiêu nào đó để tăng gia tăng độ cứng cho cái bức tường đi. Rồi, cứng lắm rồi đó. Cứng rồi, anh nhảy xuống nha, nhảy xuống nè. Hí! BOOM! What the fuck? What the fuck? Cứng hơn thiệt hả ta? À xong chưa, nhảy xuống lại thêm lần cái nữa nha. Em làm chiêu đó cho mặt đất nó cứng hơn đi. Xuống nè, xuống nè, xuống nè, xuống nè. BOOM. Ui, thấy không? Hay. Đó, như các bạn thấy một cái mặt đất cứng như thế này nhưng mà mình đã có thể đi xuyên tường bằng cái body mini. Thì để phá vỡ được cái quy tắc này của Lockwood, các bạn chỉ cần đổi qua cái body mini này là các bạn có thể đi xuyên tường được nha. Thứ các bạn có thể thấy đây mấy bức tường như thế này, thấy không? Các bạn chỉ cần úp mặt vô và lướt ra. Đó, thì chúng ta có thể văng ra ngoài bức tường mà không cần phải solo luôn nha. Ok, và tụi mình sẽ phá vỡ quy tắc tiếp theo của Lockwood bằng cách là đi đến nơi xa nhất của nó. Đã đâu? Rồi, đi thôi nè, đầu tiên nó sẽ đi vào cái chiêu V của trái Portal. Rồi, sau khi vào đây thì em chỉ cần lấy ra cho anh cây Midnight Blade nha. Trang bị vô. Rồi, và tiếp theo em chỉ cần nhảy lên đây và xài chiêu X vô cái lỗ này. Đi! Ui! Ấy, em kìa, hello nè. Ôi, lần này chuyên nghiệp hơn ha. Lần này làm dễ phải. Lần này kiểu gặp nhau dễ hơn trước nè. Nè, 10 khung cảnh anime nè. Rồi, mà nhìn lần này ngầu hơn á, lần này nhìn anh ngầu phải. Kiểu nhỏ nhỏ mà bá đạo á. Rồi, nếu như mà các bạn muốn trở về á, biết cách làm cái nào không? Bấm chiêu V, quay lại. Đó, giờ thì chúng ta chỉ cần chui ra đây thôi là có thể... Ủa? Thì như các bạn thấy tụi mình đang ở cách xa Tiki Airport tới 9999m. Con số này mình nghĩ là có thể cao hơn luôn á đúng không? Tại vì kiểu nó vượt quá cái mức đo được rồi nên là nó để 9999 luôn, kiểu mát cây luôn rồi đó. Ok, và đến với quy luật tiếp theo cũng cực kỳ thú vị nữa trong Lockwood mà tụi mình sẽ phá vỡ. Thì bước đầu tiên đương nhiên các bạn sẽ phải tích nộ trái Kitsune cho mình này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau biến hình trái Kitsune. Rồi, leo lên đây với Đắc. Ok, em biết anh định làm gì em không? Không. Anh sẽ xóa Alice em và bây giờ em sẽ chết. Bây giờ em sẽ không thể nào thoát khỏi đây được, em chỉ có chết thôi. Mày. Ơi, gì hả? Hay vậy? Explosion. No, tha cho tôi đi. Ôi, combo ghê vậy. Anh đánh lại đi em đéo đâu. Mà như em hơi ảo rồi đó. Thì với cái này các bạn có thể đi join bạn bè các kiểu ha. Kiểu join VN đó các bạn. Cho ngồi lên lưng sau đó thì quýnh nó chết luôn. Đừng nói này cho ai biết nghe không. Ok. Này là bí mật. Ai mà chơi đếm với anh đâu. Và quy tắc tiếp theo mình sẽ phá vỡ đó chính là cách chúng ta sử dụng hai tập cùng một lúc trong Lockwood. Thì đương nhiên rồi, không có cách nào mà chúng ta có thể sử dụng được hai tập hết. Nhưng mà mình chính là anh Crazy Lion mà. Nên chuyện này cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn hãy bật cái tập Human lên cho mình nha. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy về Mansion. Let's go. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn hãy sử dụng 3 lần dịch chuyển cho mình và đổi tập sang một cái tập nào đó cũng được. Ui, ngon, tập người cá. Thế bây giờ như các bạn có thể thấy chúng ta đã có thể sử dụng được tập Human trong dạng người cá. Các bạn thấy không, nó đang hồi nè, đó, nó hồi lại 3 cây rồi nè. Và thậm chí thì bây giờ tập với 4 mình sẽ trở nên vĩnh cửu luôn nha. Thì như các bạn có thể thấy đây mình đang ở tập người cá nè, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng chiêu dịch chuyển của Human 3 lần liên tục luôn. Đó, các bạn thấy không? Tuy nhiên có một cái điều bất tiện ở đây đó chính là cái này nó chỉ hồi lại đúng một lần duy nhất thôi. Nhưng mà không sao, dù gì thì chúng ta đã sở hữu được hai tập cùng một lúc. Chỉ là quy luật của Lockwood đã bị chúng ta phá vỡ. Ok, và đến với quy tắc tiếp theo mà tụi mình sẽ phá vỡ đó chính là chúng ta sẽ đi xuống biển bằng tập Human. Em có bao giờ thử nghĩ em sẽ đi xuống biển bằng tập Human chưa? Chưa. Em sẵn sàng để nhảy xuống biển chưa? Okay. Giờ đếm 1, 2, 3 là nhảy xuống dưới nha. Rồi, 1, 2, 3. Thôi giờ thiệt nè. 1, 2, 3. What the fuck? Giỡn thôi, giờ em TP anh qua cái Hira Island đi. Rồi đi theo anh nè, xuống đây, let's go. Mày, em tới chưa? Rồi ok, bây giờ thì em chỉ cần biến hình dạng T-Rex và sau đó đứng trên đây và xài chiêu C xuống dưới biển. Mày, easy. Wow, chúng ta không thể nào xuống biển bằng tập Human được nha. Hay, quy tắc này đúng là không thể phá vỡ được mà. Ok, đó chính là tất cả quy tắc đã bị mình với Bê Đắc phá giải trong video ngày hôm nay. Và bài học hôm nay đó chính là gì? Khi mà các bạn ăn trái quỷ thì đừng xuống nước nha.